Đây là trường Bà Phước nè quý vị, còn gọi là trường Bà đó. Thì đây là nơi mà mẹ cảm nhận cuộc sống, gửi cảm nhận cuộc sống. Lúc đó là mới có kêu bằng gửi nhà trẻ thôi, chưa học mẫu giáo nữa. Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị, chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay cảm nhận cuộc sống sẽ cùng với quý vị đi dạo khu vực của trường Bà đó quý vị, còn gọi là trường Bà Phước. Thì cảm nhận cuộc sống đang đứng ngay đây là đường Tôn Đức Thắng, ngày xưa là đường kia bằng 1 tháng 68, rồi trước đó nữa là đường Nguyễn Trường Tộ. Đó thì bây giờ quý vị nhìn thấy đường đi lên trường Bà đó, đường lên nhà thờ đó, thấy thay đổi chưa? Nhà cửa là nhìn không ra luôn đó. Thì hôm nay là giờ này cảm nhận cuộc sống đi là khoảng chừng 6 giờ 50 gì đó quý vị. Đi sáng sớm để mà xem không khí của Sóc Trăng, khu vực trường Bà, nhà thờ như thế nào. Thì trước mặt cảm nhận cuộc sống đó là cái khu đó, là cái khu kia bằng khu vườn xoài đó quý vị. Còn đây cảm nhận cuộc sống đang đứng đây là ngay chỗ bến xe Đại Ngãi cũ nè quý vị. Trước mặt cảm nhận cuộc sống là nhà chùa Khơ Len đó quý vị. Còn đường này thì kêu bằng đường nhà máy nước, hoặc là quý vị có thể kêu bằng đường sân vận động cũng được. Đó, cái hẻm đó là trước mặt cảm nhận cuộc sống là quý vị đi thẳng vô là cái bằng khu vực vườn xoài á. Thì bây giờ nhà cửa cũng đã thay đổi, bà con cũng khang trang hơn xưa. Trước nguyên cái dãy này là bán phở không nè quý vị, bán lòng bò đó. Bây giờ vẫn còn bán lòng bò nha quý vị. Ở đây là khu vực này cũng có thể là gọi là khu vực của quán cà phê Ba Cô á. Đó, xem xét dưới mặt cảm nhận cuộc sống đó, đó là trường Rạng Đông ngày xưa. Đây nè quý vị, đây trước mặt cảm nhận cuộc sống là trường Rạng Đông ngày xưa, bây giờ đổi lại là trường Lê Vĩnh Hòa. Thì nơi đây là cảm nhận cuộc sống học lớp 7, lớp 8, lớp 9.
giờ trường Giảng Đông bây giờ làm lại lão quắc luôn. Đây còn trước mặt cảm nhận cuộc sống là đường này là đường Lê Vĩnh Hòa nè quý vị. Quý vị có thể gọi đây là cái đường đi vô nhà thương lớn, hoặc là cái đường đi xuống cầu Xéo cũng được. Nếu mà dân địa phương thường dùng hai cái đó, đường cầu Xéo và đường đi xuống nhà thương lớn, đó là trước mặt cảm nhận cuộc sống. Còn bên đây là nhà thờ Sóc Trăng nè quý vị. Đó, buổi sáng thì bà con cũng mua bán ở bên ngoài cái cổng nhà thờ. Vào có tiếng chuông nhà thờ rồi quý vị ơi. Tiếng chuông nhà thờ cất lên rồi. Thì giờ này là 7 giờ thì chuông nhà thờ đã gõ. Thì 7 giờ rưỡi á quý vị thì bà con mới là đi lễ nhà thờ. Hôm nay là ngày Chủ nhật. 7 giờ rưỡi mới làm lễ nên cũng không có đông lắm. Cảm nhận cuộc sống đi hơi sớm á. Nếu mà đi trễ chút xíu, đi khoảng chừng 7 rưỡi á, là bà con đi vô làm lễ đông lắm luôn quý vị. Đó thì đây là nhà thờ Sóc Trăng ngày nay. Ngày xưa cảm nhận cuộc sống đi học là lúc nào cũng đi vô nhà thờ chơi, tại đi học là đi ngang. Khu vực này thường theo khu vực nhà thờ, nói là người ta biết liền à, nếu mà dân địa phương á. Để cảm nhận cuộc sống sẽ đi vô nhà thờ một vòng để cho quý vị tham quan nhà thờ bây giờ. Đây nhà thờ Sóc Trăng. Bữa nay đi sớm, mặt trời mới vừa ló dạng nè, 7 giờ. Hồi nãy cảm nhận cuộc sống đi là 6 mấy. Bây giờ 7 giờ bởi chuông nhà thờ gõ. Trước mặt cảm nhận cuộc sống đó là mấy ngày làm lễ đó quý vị, lễ Noel rồi đó thì làm hát nhạc lễ rồi làm cái sân khấu của đó. Bà con cũng chuẩn bị đi lễ nhà thờ nè, nên cũng hơi đông đông tí nè quý vị, nhưng mà chút xíu nữa đông lắm, khoảng 7 rưỡi là đông dữ lắm, giờ này mới có 7 giờ à. Để cảm nhận cuộc sống sẽ đi một vòng khuôn viên nhà thờ xong rồi sẽ đi lên khu vực trường Bà đó, trường Bà Phước đó quý vị.
buổi sáng nè, buổi sáng người ta chở con em vô đây học nè quý vị. Ở trong nhà thờ này có trường học nha quý vị, đó có mấy em đang đi học đó. Sáng sớm nắng nó chói vô cái camera của Cảm Nhận Cuộc Sống quá, khó quay, không thấy đường luôn á. Thấy mấy em nhỏ đi học nhớ ngày xưa, nhớ ngày xưa Cảm Nhận Cuộc Sống cũng đi học vậy. Rồi bây giờ Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ đi ra. Nhớ lại tuổi thơ quá. Đó, trước mặt Cảm Nhận Cuộc Sống là cái hàng rào của trường Rạng Đông. Bên đây là cổng phụ nè quý vị. Ở đây là đường này là đường Lê Vĩnh Hòa. Quý vị chạy thẳng xuống dưới chút xíu, ngay cái vòng xoay á, quý vị vẹo trái là đường Pasteur, đường nhà thương lớn đó quý vị. Ở đây còn có thể kêu bằng khu vực của cầu Xéo nữa quý vị. Trường Rạng Đông bây giờ đổi lại là trường Lê Vĩnh Hòa, nhìn lạ quá luôn, xây cất mới hết. Wow, có đây có bán đồ ăn buổi sáng, cơm gan được. Đó, trước mặt Cảm Nhận Cuộc Sống là cái cổng vào chùa Kha Lan đó quý vị. Chùa Kha Lan tới hai cổng vào lận nha. Một cổng là đường nhà máy nước, và một cổng là đường này là đường Tôn Đức Thắng. Xéo xéo nhà thờ đó quý vị. Đó là chùa Kha Lan. Rồi thì bây giờ Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ đi dài lên khu vực của trường Bà đấy quý vị, trường Bà Phước á. Bây giờ Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ quay bên tay trái trước, rồi chút xíu đoạn đường quay về đó Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ quay ngược lại. Có thể video này quay hai lần vậy thì nó sẽ dài lắm á quý vị.
Khu vực này là, nếu mà ngày xưa mà những ai mà từng uống cà phê á, đều biết á, là đây là có quán cà phê Quỳnh á quý vị, quán Quỳnh. Thì nếu mà cảm nhận cuộc sống nhớ không lầm á, là bây giờ là quán Quỳnh là cái nhà cao nhất nè quý vị, đó 4-5 tầng nè quý vị, là quán cà phê Quỳnh ngày xưa đó. Lâu lắm rồi cảm nhận cuộc sống cũng không có nhớ kỹ lắm, chỉ nhớ băng máng. Wow, ở đây có hai sơ đi làm lễ ở nhà thờ nè. Xéo xéo trước mặt cảm nhận cuộc sống cũng là trường Bà Phước đó nghe quý vị. Thì đây trước mặt cảm nhận cuộc sống, đây là đường Lý Đạo Thành, nhưng mà nếu mà dân địa phương á, thì thường kêu bằng đất thánh đó quý vị. Nếu mà những bạn nào mà trở tuổi cảm nhận cuộc sống mà thường đi bắt bù gầy đó, thì hay đi vô đất thánh này bắt bù gầy nè. Đó, buổi sáng thì bà con cũng ra uống cà phê dọc hai bên lề đường. Quý vị nào mà từng học trường Bà Phước á, thì có thể sẽ nhớ tại vì cảm nhận cuộc sống không có học trường Bà Phước bên này. Ở đây tới hai trường Bà Phước luôn nha quý vị. Quý vị nào đã học trường này rồi nhìn lại chắc nhớ lắm luôn. Hôm nay cảm nhận cuộc sống đi chủ nhật, nên trường cũng không có mở cửa. Đây là trường mầm non Mai Anh nha quý vị. Ngay của khuôn viên của trường bà luôn đó. Lên trên chút xíu nữa, khu vực này còn được gọi là khu vực Nhị Tỳ Tèo đó quý vị. Có Nhị Tỳ Chiều Châu á, nhưng mà thường thì người dân địa phương thì hay kêu bằng Nhị Tỳ Tèo.
Hồi đó cảm nhận cuộc sống học ở khu vực này nè, nên bạn ở trên đây cũng rất nhiều. Bây giờ thì mỗi người một nơi rồi, có thể không gặp lâu lắm rồi, không gặp luôn á, mấy chục năm rồi đó. Để cảm nhận cuộc sống sẽ đi qua bên lộ, rồi quay hướng ngược lại để cho quý vị xem, quay bên chiều ngược lại, quay hai bên luôn á. Có thể quay bên chiều ngược lại sẽ bị mặt trời chói á quý vị. Thế bây giờ đường xá cũng sung túc quá luôn, đường rất là láng, rất là rộng, bà con thì cũng mua bán tấp nập nữa. Đây nè quý vị, đây là cái cổng sau của nhà thương lớn đó quý vị. Thì trước đây là pha lao á đó. Đó, cổng sau của nhà thương lớn. Thì bây giờ nhà thương lớn của mình giờ về đường Lê Duẩn rồi quý vị ơi. Bây giờ ở đây thì bỏ trống. Nhà thương lớn bây giờ xây mới rồi, kêu bằng bệnh viện đa khoa đó, xây mới rất là lớn. Bên đây hình như cũng có một cái tu viện nè quý vị. Rồi, trước mặt cảm nhận cuộc sống, đây là ngày xưa mà cảm nhận cuộc sống học tiểu học đó quý vị. Ngày xưa thì để cái bảng là trường phường 5, thì nơi cảm nhận cuộc sống học mẫu giáo tới lớp 6. Thì cảm nhận cuộc sống học tại đây. Trường thì cảm nhận cuộc sống thấy vẫn vậy, không có sửa chữa gì hết, vẫn còn nguyên trạng.
Còn xéo xéo hướng cảm nhận cuộc sống quay á quý vị, là trường Bà Phước nè quý vị. Để đi tới trước mặt cổng rồi cảm nhận cuộc sống sẽ quay cho quý vị xem. Đây là trường Bà Phước nè quý vị, còn gọi là trường Bà đó. Thì đây là nơi mà mẹ cảm nhận cuộc sống gửi cảm nhận cuộc sống, lúc đó là mới có kêu bằng gửi nhà trẻ thôi, chưa học mẫu giáo nữa. Thì nếu mà cảm nhận cuộc sống nhớ không lầm á, là lúc đó mẹ gửi nhà trẻ thì gửi ở trong trường Bà này nè, là năm 1982, lúc đó mới có 5-6 tuổi à. Buổi sáng sớm thấy bà con cô bác uống cà phê thấy vui quá. Ở Việt Nam là vậy đó, sáng sớm là khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ là bắt đầu ra uống cà phê rồi, uống cho mày tới 8 giờ rồi đi về, nắng lên là đi về. Thì nãy cảm nhận cuộc sống đi vô nhà thờ này lúc 7 giờ, bây giờ là khoảng 7 rưỡi nè quý vị, thì hơi đông rồi nè. Đó, bắt đầu đông đông rồi nè, bà con bắt đầu chuẩn bị vô làm lễ nhà thờ rồi nè. Đó, có xe hơi vô để mà chuẩn bị làm lễ đó. Hồi nãy lúc mà 7 giờ đó, cảm nhận cuộc sống nghe tiếng chuông nhà thờ đó, lại nhớ lại cái thời mà cảm nhận cuộc sống đi học á, lúc nào cũng vậy hết trơn á, 7 giờ là bắt đầu đi ngang đây là nghe tiếng chuông nhà thờ. Còn nhiều khi có những năm á, là cảm nhận cuộc sống học buổi chiều á, thì 12 giờ trưa đi ngang đây cũng nghe tiếng chuông, rồi chiều đi học về tan trường về thì 5 giờ cũng nghe tiếng chuông. Thì nghe lại tiếng chuông nhà thờ thấy nó nhớ lại những cái kỷ niệm xưa, những ký ức mà thời học sinh á, cấp sách đến trường ngày nào cũng đi ngang đường này hết, đi mòn không biết bao nhiêu đôi dép rồi đó. Đi đường này mà đi học, mà vừa đi học mà vừa đi chơi là thôi dép mòn quá trời mòn luôn. Học ở cảm nhận cuộc sống học ở trường Bà nè, trường Bà Phước nè, học ở trường Phường 5 nè, học ở trường Rạng Đông nè, ba trường đó là học hết 10 năm từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 9, không phải mẫu giáo nữa, từ ở nhà trẻ, ở trường Bà nhà trẻ nè, rồi tới học ở Phường 5 là mẫu giáo nè, rồi qua tới trường Rạng Đông là lớp 9, là học dài 10 năm đó. Giờ đi bộ quay phim cho quý vị xem, có lại nhớ tới ngày xưa cấp sách đến trường cũng đi bộ dài dài vậy nè, lội bộ tàn như nè, sáng cấp sách đến trường, trưa cấp sách về, nhớ lại thời đó bồi hồi xúc động quá quý vị ơi. Rồi vậy là cảm nhận cuộc sống đã cùng với quý vị đi dạo
quanh khu vực nhà thờ, khu vực trường bà, khu vực của Nhị Tỳ Tèo. Thì video này cũng dài rồi, cập nhật cuộc sống sẽ ngừng video tại đây nha. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này. Nếu quý vị và các bạn thấy hay thì nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ cập nhật cuộc sống, để cập nhật cuộc sống làm những video sau hay hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video sau. Bye bye.